Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách mình làm một đoạn video ha. Thì thường thường thì mình sẽ làm trên máy tính, làm biến thì làm trên điện thoại. Tại nói chung là điện thoại thì nó không có nhiều tính năng bằng máy tính. Máy tính thì nó có những chương trình đặc biệt hơn. Nhưng mà bây giờ đây mình làm một đoạn video đơn giản thì mình có thể làm trên máy tính được các bạn. Mình làm xong rồi mình up lên YouTube khoe mọi người chơi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người ha. Bây giờ mình sẽ quay trước ha. Bây giờ mình sẽ chọn như camera ha. Rồi. Thì mình dùng điện thoại Sony nên là nó có cái có camera như thế này. Thì mình chưa dùng mấy điện thoại khác nên mình không có biết nó như thế nào. Nhưng mà camera nó như thế này ha, thì nó có cái nút tròn tròn màu trắng này nè. Là nút sẽ quay ha. Bây giờ mình sẽ dí vô cái hoa trước. Đây ha. Rồi xong cái mình bấm vô cái hoa để mình lấy nét trước. Rồi xong cái mình bấm cái nút tròn để mình quay ha. Đó. Mình cứ theo ghê từ từ thôi, nhìn vô cái màn ảnh. Rồi ha. Rồi mình lấy. Rồi xong cái mình bấm nút dừng để mình đi qua chỗ khác. Đó. Rồi xong mình quay cái hoa này. Rồi mình chọn đó để lấy nét, nó thấy nó mờ không? Đó, giờ lấy nét nó lên lại đó cái mình bấm. Đó. Thấy không? Bấm dừng. Cái mình đi qua cái vuông hoa màu trắng này. Xong cái mình lấy nét. Đó, xong cái mình bấm dừng, bấm quay. Được chưa? Nó quơ quanh đây, kéo ra xa. Kéo từ từ thôi. Rồi, bấm dừng. Cái mình đi qua cái hoa này. Cái mình quay tiếp, bấm nút này tiếp. Đó. Bấm cái nút tròn màu trắng á, nó. Ai chờ rồi bấm nút hai gạch dừng. À, xong cái mình qua bên đây. Đó, mình quay lại. À, kéo bên này. Di chuyển từ từ thôi, đừng nhanh quá người ta xem có kịp, người ta bị chóng mặt á. Với lại mình không có cái đầu quay á, nên là mình sẽ bị dễ bị rung tay á, nên cái video của mình nó giật. Quay từ từ thôi. Rồi dừng lại. Rồi coi như là xong đoạn video ha. Rồi bấm tắt để chia để nó tạo video đó, các bạn có thể xem lại chỗ này ha. Khi mình tạo một đoạn video vậy á thì mình đi tới đâu thì mình nói tới đó để cho cái nội dung nó nằm trong cái đoạn video nha. Với cái thứ hai là khi quay là mình nhìn vô cái điện thoại di động á, đừng nhìn ngoài là mình hồi là mình cái hình ảnh nó không có lên được cái điện thoại. À, bây giờ mình sẽ qua cái phần gọi là tạo ghép nhạc vô cho cái đoạn video đó. Thì để ghép nhạc vô thì mình sẽ dùng cái tính năng Google, đó là mình sẽ vô Google nè. Mình sẽ chọn ảnh ha. Đó. Đó nên bạn thấy cái video 50.53 không, là cái video mình vừa tạo đó. Thì bây giờ mình sẽ dựa trên cái video đó mình tạo cái clip có nhạc ha. Bây giờ bạn nhìn dưới góc dưới này có ảnh, album, trợ lý và chia sẻ, thì mình chọn trợ lý ha. Để xong cái mình chọn phim. Rồi, cái mình chọn là chọn ảnh và video, bấm vô dấu cộng á. Rồi ha. Rồi xong cái mình chọn cái video. Thì bấm ở trên chọn cái điện thoại, ở trên cái chỗ cái đồng hồ á, nó có cái chữ tạo đó, thì cái bấm vô chữ tạo. Rồi, nó sẽ tạo cho mình cái một đoạn phim. Thì các bạn có thể thấy nè, các bạn có thể thêm được ảnh và video nữa. Nếu như mà bạn có nhiều video mà nó không có liền mạch á, có nhiều video khác nhau, có nghĩa là chỗ này khúc, chỗ này khúc á, thì các bạn có thể dùng tính năng là các bạn thêm vô tiếp nè. Đó, thì nó sẽ chọn cho mình một đoạn tiếp. Nhưng mà cái video nãy mình quay á, là video liền mạch, nên là mình không dùng tính năng này, mà mình dùng tính năng này mình xóa nó đi.
bấm này bấm xóa, rồi xong cái mình bấm vô cái dấu ba chấm á, mình sẽ thấy là có thể hiển thị toàn bộ video thì mình sẽ hiển thị. Đó, cái mình kéo cái phần này ra, đó, kéo dài ra, rồi xong rồi mình chọn là tắt tiếng video đi, tại nãy cái tiếng này tạp vô nó nhiều quá mình tắt đi. Rồi giờ mình nghe lại nha. Đó, thấy chưa? Thì cái nhạc này là cái nhạc có sẵn của Google, nó tự động khi mình làm như vậy nó tự động nó chèn một đoạn nhạc vô. Còn nếu như bạn mà không thích cái nhạc này, bạn bấm vô cái dấu biểu tượng âm nhạc cái này nè, đó, thì nó sẽ hiện lên trong đây, nó có thể là nhạc của tôi và nhạc chủ đề và không có nhạc. Thì nhạc của tôi là cái nhạc là trên điện thoại của bạn, là nhớ nghe, nhớ chú ý nha, nếu như mà bạn muốn up lên YouTube thì bạn, nếu bạn dạng của chọn nhạc của tôi á, thì bạn phải đảm bảo là cái nhạc đó đó là cái nhạc free, không có gì bị dính bản quyền nha. Còn nếu mà dính bản quyền thì đừng nên. Còn không nữa là mình sẽ chọn nhạc theo chủ đề, tại vì Google nó sẽ đánh âm thanh rất là gắt, nhưng mà nó có nhiều loại nhạc này không nè. Thì các bạn chọn một cái nào đó. Đó, cái này thì phải cắt công ngồi nghe nha. Chọn easy day ha, rồi bấm ok. Đó, thì khi đó mình nghe lại nè. Đó. Thấy chưa? Nghe đẹp không? Nhìn giống chuyên nghiệp luôn chứ bộ. Rồi xong rồi ha. Xong rồi bạn mới chọn cái nút chỗ cái đồng hồ có chữ lưu đó, thấy không? Thấy chữ lưu không? À, chữ lưu này, cái này bấm vô lưu. Đó, thì nó sẽ lưu lên cái ảnh. Rồi lưu lên ảnh nè. Bây giờ mình sẽ vô chọn room. Thì mình mới chọn là cái ảnh. Đó. Thì đây là cái đoạn video mà hồi nãy mình up lên á. Nhưng mà phim của bạn là sắp sẵn sàng. Có nghĩa là khi mình up lên cái Google Drive hoặc Google Photo á, thì Google nó sẽ tự động nó duyệt. Nó sẽ duyệt qua cái nội dung phim của bạn rồi xong rồi nó mới cho xem. Thì do đó các bạn phải chờ một thời gian nữa, có thể là 1 tiếng hoặc 2 tiếng gì đó, thì nó sẽ duyệt xong. Xong rồi mình sẽ đào cái đoạn video đó về, rồi mình sẽ up lên YouTube nha các bạn. Ok, mình mới kiểm tra lại mình thấy nó được duyệt rồi các bạn. Nhưng mà mình quên một điều là các bạn làm sao để vô được cái Google ảnh đó. Thì bây giờ mình nãy mình quên chỉ, bây giờ mình chỉ luôn ha. Giờ mình chọn Chrome đúng không? Rồi. Lại vô Facebook nữa phải không? Bây giờ mình chọn Google, mình chọn gọi là vô Google. Đây, thấy Google không? À, bấm vô Google. Rồi, thì bạn phải đăng nhập vô nha. Thì bạn phải đăng nhập vô, đăng nhập cái tài khoản mình vô. Nè, trên điện thoại cũng có cái tài khoản Gmail nên là cứ vô Google là nó vô à. Rồi xong mình chọn vô cái chỗ mà nó mấy cái dấu 499 dấu chấm á. Nè, đó. Chín dấu chấm à. Xong cái nó có chữ ảnh ở dưới cuối nè, giờ bấm vô ảnh. Rồi, nó chạy vô nha. Đó, cái đầu video nè. Nè bạn thấy ở dưới là nó có cái hình cái biểu tượng là play. Ở trên là nó có biểu tượng là giống như cái đầu mà người ta cắt phim á. Đó là cái đầu nãy mình tạo ra là mình bấm vô. Còn trên cùng nha, 0.52 giây á. À, trên cùng. Đó, như vậy là nó xem được nè. Hồi nãy là nó nói nó đã là sắp sẵn sàng gì đó, sắp được xem á. Thì lúc đó chưa, bây giờ thì có thể xem được nè. Bây giờ mình chọn như nút 3 chấm. Ở trên hàng trên cùng có thanh 3 chấm ở dưới nha, có cái thùng rác á. Thì mình bấm vô là cái dấu 3 chấm này. Mình mới bấm vô tải xuống. Không. Thử chia sẻ thử coi. Chia sẻ. À, nó không cho chia sẻ nữa không?
nó không cho sẽ chia sẻ lên Google mà nó chia sẻ theo email thôi. Do đó bây giờ mình sẽ tải về các bạn. Chọn tải về, đang tải xuống nè, mình kéo xuống đó. Nó tải nè, nó tải hoàn tất rồi đó. Tải hoàn tất thì mình chọn vô đó, nó hiện luôn. Bây giờ mình bấm nút chia sẻ nè, có nhanh không? Rồi các bạn thấy chia sẻ thấy không, chia sẻ là chia sẻ YouTube, Zalo gì có thể được hết nè. Bây giờ mình sẽ chọn YouTube nha. Nó hỏi là chỉ chọn một lần hay là luôn chọn, thì mình chỉ chọn một lần thôi. Ok rồi, mình đăng lên đây là đấy là chia sẻ cách làm cách truyền nhạc vào clip trên điện thoại di động đó, và up YouTube. Ok ha. Rồi xong thì cái phần nội dung, phần mô tả thì mình chọn chế độ riêng tư đi, rồi từ từ mình làm sao. Chọn chế độ riêng tư ha, chế độ riêng tư. Khoan hả, công khai nha, công khai chưa, mình làm chưa đầy đủ nên là khoan công khai. Rồi mình bấm nút nút hình cái chiếc máy bay nè, chỗ thêm chi tiết mà nó có cái nút màu xanh xanh á, bấm vô rồi nó sẽ up lên YouTube nè. Cái đoạn video này là video mà mình làm clip nãy, thì do đó là mình để chế độ là private, có nghĩa là chế độ riêng tư để cho nó đừng công khai với mọi người. Thì mình để mình sửa lại á, sửa thì mình chọn đây, mình mới là chỉnh sửa nè, bấm vô chỉnh sửa ha. Rồi thì trong chỉnh sửa này nó mình mới đặt là cái nội dung là này, không phải nội dung là chia sẻ đâu, cái này là cái ngắm hoa thôi, ngắm hoa buổi sáng. Thật thú vị. Ok thì cái phần mô tả thì các bạn để lấy như đoạn tranh luôn. Ngắm hoa sứ bụi, tại sao là mình phải ghi luôn là hoa sứ, tại vì khi đó là cái bộ máy tìm kiếm của Google á, nó sẽ căn cứ vào cái nội dung mô tả của bạn, mà khi một người nào đó vô như là họ xem một cái clip về hoa sứ thì cái nó dựa trên nội dung này nè, nó sẽ đề xuất cho cái người xem họ xem luôn. À, do đó mình phải đặt cái nội dung làm sao cho nó mô tả nội dung như thế nào mà cho nó gần với cái video mình nhất ha. Rồi xong, sư buổi sáng thú vị, các bạn phải viết cho nhiều lên ha. Rồi như thế nào đó, rồi mình cảm ơn, mình thêm một câu cảm ơn. Ơn các bạn đã xem và theo dõi mình ha. Rồi đầu mình chỉ chọn thẻ thì mình đặt thẻ là bây giờ mình trước tiên là mình phải căn cứ trên cái tiêu đề trước này, ngắm hoa sứ. Tại sao mình phải đặt cái thẻ này? Cái thẻ cũng giống như là một cái để mà Google nó phân biệt cái nội dung đó các bạn, nội dung video của các bạn, để mà nó khi mà một người nào đó họ tìm kiếm một cái nội dung gì đó trên Google Search thì nó sẽ đề xuất ra, nó căn cứ vào nội dung đó nó đề xuất. Cái người nào mà viết SEO, viết cái này tốt á, người ta gọi là SEO á,
thì cái video của người ta được lên cái top 10 10 lượt tìm kiếm của Google, thì cái đó cái video người ta sẽ được được xem nhiều hơn. Thì một số kinh nghiệm thì người ta chỉ là dựa trên cái tiêu đề á, mình cứ căn cứ vào đó mà mình đặt theo, ví dụ như ngắm hoa sứ nè, rồi hoa sứ thì các bạn cứ nghĩ trong đầu là người ta nghĩ cái gì để người ta đánh cái từ gì để mình ra tìm kiếm được video của bạn, thì bạn cứ gõ vô nha, ta được 200 từ nữa chứ, mở vô ha. Rồi xong xong rồi cái mình mới bật cái chế độ công khai, thì mình điều chỉnh xong hết rồi đó, mình công khai. Nói chung là cái phần này là phải nghiên cứu thêm chứ chứ bao nhiêu đây nó vẫn chưa 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 đủ cái bạn, thì mình nói sơ như vậy. Rồi xong cái mình bấm lên cái này, bấm cái dấu hình mũi tên màu xanh xanh nè, bấm vô để cho nó lưu lại đó. Như vậy là video của mình đã được công khai đó các bạn, tao mất tiêu rồi. Rồi mình chạy ra ha, mình vô đây, mình vô kênh, xong cái mình vô video đó, các bạn thấy là ngắm hoa buổi sáng sớm thật thú vị nữa không, thấy chưa. Rồi như vậy đó, như vậy video của mình đến đây là hết nha các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình, xin chào và hẹn gặp lại.